Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin sức khỏe yếu nhưng vẫn hăng, ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào ai? Có thể nói ông Trọng quyết ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 là một quyết định làm nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có đủ sức khỏe để đi hết 5 năm nhiệm kỳ tiếp theo hay không? Con người ông Trọng hiện nay đang tồn tại hai thái cực trái ngược nhau. Với sức khỏe thì con người ông đang rất yếu, ông đang được Ủy ban chăm sóc sức khỏe Trung ương chăm sóc rất kỹ vì hậu quả của lần đột quỵ thứ nhất tại Kiên Giang cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, về nhiệt huyết đấu đá trên chính trường hiện nay của ông thì vẫn còn rất mạnh so với cách đây 5 năm, thì nhiệt huyết ấy chưa bao giờ thuyên giảm cả. Và lò chống tham nhũng của ông Trọng dựng lên để đốt củi tham nhũng, và đến nay ông đã đốt được khá nhiều quan tham. Tuy nhiên, còn nhiều thanh củi cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng chưa chạm vào được. Với con người xây dựng thương hiệu bản thân dựa trên công tác chống tham nhũng là ông Trọng cho tắt lò hoặc ông buông bỏ việc đốn củi thì được xem như là thất bại. Quyền lực trong tay ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ đã thuyên giảm đi so với nhiệm kỳ trước vì ông đã nhả chiếc ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc rồi. Điều đó có nghĩa là rất có thể công tác chống tham nhũng của ông Trọng giờ đây vất vả hơn xưa, trong khi đó sức khỏe của ông lại dần yếu đi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Phòng chống tham nhũng. Ban bí thư mà ông Trọng đang nắm nó lớn hơn cả chính phủ do ông Phạm Minh Chính điều hành. Bộ máy này có rất nhiều ban ngành buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải họp bàn công tác triển khai. Công việc như thế chắc chắn sẽ bào mòn sức khỏe của ông. Tuy nhiên, ông Trọng lại xem quyền lực quan trọng hơn sức khỏe, nên không bao giờ ông nhường công việc ấy cho ai cả. Qua nhiều năm nắm cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cho mọi người thấy rằng ông lấy tấn công làm phòng thủ để bảo vệ quyền lực của mình. Nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ muốn an phận thủ thường mà muốn tấn công người khác trước để làm suy yếu đối thủ, thậm chí là triệt hạ đối thủ trước khi đối thủ tìm cách triệt hạ mình. Và rõ ràng với sức khỏe đã yếu đi như thế, nhưng ông vẫn chiến đấu rất hăng. Vào ngày 5 tháng 8, trong kỳ họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng cho đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc là cố ý làm trái, và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Có thể nói đây là chiến dịch tổng tấn công vào cái thế lực nào mà ông Nguyễn Phú Trọng cho là thế lực cần phải dẹp bỏ để thay thế thế lực thân ông. Cách làm này của ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đánh rắn động cỏ, tấn công ảo ạt thì nhiều kẻ cũng phải e dè, lo sợ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong đó có 10 đoàn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị xử lý kỷ luật một tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 7 cán bộ diện Trung ương quản lý và nhiều cán bộ lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm. Ngành thanh tra, kiểm toán đã phát hiện một số sai phạm về kinh tế tới 54.000 tỷ đồng và 1.700 hectare đất, kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.000 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi 7.000 tỷ đồng và 644 hectare đất, kiến nghị xử lý hành chính 851 tập thể và 2.037 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát hiện xử lý 20 vụ, 35 đối tượng tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng. Phải nói rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hễ mòi đâu thì sẽ gặp sai phạm ở đấy. Những thế lực thân với Nguyễn Đức Chung, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa, Tất Thành Cang không thể không lo lắng. Nếu không có sai phạm thì người ta sẽ không phi tang chứng cứ, nhưng nếu có dính đến những nhân vật đó thì có thể nói không ai không lo bịt hết những con đường mà phe của Nguyễn Phú Trọng có thể phanh phui và đem những vụ án cũ ra xét xử để dằn mặt, để lên dây cót tinh thần cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra, ông Trọng đã nhắc lại câu nói là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vụ án Ethanol Phú Thọ, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, lâu từ bây giờ đã vực dậy xử tiếp.
vụ án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên Tisco 2, vụ án sai phạm tại mảnh đất 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, vụ án tại công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận hoặc là công ty Phát triển Nam Sài Gòn liên quan đến Tất Thành Cang. Đây là hình ảnh thông điệp luôn chiến đấu của ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra. Mục tiêu của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng là đến hết năm 2021 kết thúc điều tra 2 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án và kết thúc xác minh giải quyết 5 vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Chưa hết, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dưới bàn tay của Nguyễn Phú Trọng cũng đã thọc vào điều tra, xử lý các sai phạm trong các vụ án, vụ việc xảy ra tại Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ miền Bắc, ông Nguyễn Phú Trọng đã quét xuống miền Nam rồi quét đến miền Trung. Với quyền lực tuyệt đối như hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng có thể dễ dàng xử lý các quan đầu tỉnh. Chỉ có những nhân vật từng là Ủy viên Bộ Chính trị hay Ủy viên Trung ương Đảng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là còn có chút khó khăn. Còn lại những ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh thì ông Trọng khá xử lý dễ dàng. Tại miền Trung, ông Trọng cho lôi vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ra xét xử và đưa án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Kết luận phiên họp, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị các tài liệu phiên họp rất công phu, nghiêm túc và thận trọng. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là ông Trọng đang muốn nhắm vào ai? Tại phiên họp, ông Trọng có nói rằng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên. Đây là vì sự nghiệp chung, không thể không làm. Cắt một vài cành sâu cứu cả cây, làm rất quyết liệt, nhưng nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói rằng chống tham nhũng chỉ đạo để làm những vụ án trọng điểm, những vụ án lớn, những vụ án mà có tác động nguy hiểm để làm răn đe cho các cơ quan, các địa phương khác. Nghĩa là ông cũng đang quảng cáo những đối thủ của ông rằng ông sẽ không tha. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải đối thủ nào ông Trọng cũng tóm được. Ông Lê Thanh Hải thì còn ngồi đó như đang thách thức và liệu rằng ông Trọng có làm gì được hay không với sức khỏe ngày một yếu đi. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải vẫn đang thách thức sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Với những đối tượng cứng cựa, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận rằng nhiệm vụ sắp tới còn nặng nề, khó khăn, không được chủ quan và mong mỏi của nhân dân vẫn là phải tiếp tục cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, không được dừng. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng được biết còn là người rất tham vọng. Ông muốn đứng chung đền với hai ông thánh của Đảng, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Với ông Trọng, cái lò đang trực đốt những đối thủ lớn sẽ là sự nghiệp của ông. Vì vậy, xác định rằng công tác phòng chống tham nhũng đã có kinh nghiệm là liên tục, bền bỉ, bài bản, trở thành yêu cầu cấp bách với nhiệm vụ thường xuyên và một xu thế, một phong trào, không làm, không được, không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ. Và không biết ông Trọng có thực hiện thành công tham vọng đó hay không. Vấn đề còn phải tiếp tục xem xét. Và trong vòng 5 năm tới, nhiệm kỳ của ông thì sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện đấu đá trong nội bộ sẽ được đưa ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2021 với bản tin Sức khỏe yếu nhưng vẫn hăng, ông Trọng đang nhắm vào ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.